Xin chào các bạn, mình là quản lý đào tạo chuyên môn DJ và đứng kê bên cạnh mình đây sẽ là huấn luyện viên sức khỏe Tia. Hôm nay Tia và DJ rất vinh dự trở thành đại sứ High Rock của California Fitness, đồng hành cùng các bạn trong quá trình tìm hiểu và chinh phục High Rock. Và đây là series hướng dẫn thực hiện các bài tập kiểm tra thể chất High Rock BFT, Physical Fitness Test. Ở tập này chúng ta tìm hiểu về thử thách thứ 3 của bài kiểm tra thể chất High Rock, đó là 100 lần lunge tại chỗ. Stationary lunge tập trung phát triển và duy trì sức mạnh cơ bắp ở chân và mông, giúp cải thiện khả năng vận động, sự cân bằng và ổn định của cơ thể, giảm nguy cơ chấn thương trong các hoạt động hàng ngày. Đặc biệt nhất, nó còn giúp gia tăng sức bền cơ bắp để bạn duy trì hoạt động thể chất trong thời gian dài mà không bị mệt mỏi. Bài tập này cũng có một số yêu cầu kỹ thuật như sau. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị tư thế đứng thẳng, một chân bước lên trước và cơ thể đổ dồn về phía trước. Bạn cần hạ người xuống cho đến khi đầu gối chân sâu chạm sàn. Sau đó, đưa chân ở phía trước trở về vị trí ban đầu và lặp lại các bước tương tự với chân còn lại. Sao cho mỗi chân đủ 50 lần lunges. Lưu ý là đầu gối và hông phải được duỗi thẳng trước khi bạn đổi chân. Tiếp quan trọng nhất ở bài tập này là chia nhỏ số rep phù hợp, kiểm soát việc hạ đầu gối, tránh va chạm mạnh đầu gối xuống sàn. Và đó là cách chúng ta hoàn tất 100 lần stationary lunges hiệu quả nhất. Nếu như bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi, hãy để lại bình luận ở dưới video. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với 1000m rolling chèo thuyền máy.